To break thương vụ Harry Kane tới Bayern Munich, kịch tính như trong phim. Từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ khi Harry Kane giấu mình gần sân bay Stansted, chờ đợi cuộc gọi sẽ thay đổi cuộc đời anh. Ngay cả sau khi mức phí chuyển nhượng đã được thống nhất giữa Tottenham và Bayern, các điều khoản cá nhân đã thỏa thuận xong, nhưng thương vụ vẫn chưa được thực hiện. Các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của HNTV News. Các bạn thân mến, buổi chiều thứ 6 tuần trước, Mọi thứ vẫn mập mờ. Đến mức Can đã chuẩn bị trở lại tập luyện với Spurs vào thứ bảy. Ở Đức, các quan chức của Bayern cũng trở nên cáu kỉnh. Đến đầu giờ chiều, họ nghĩ rằng vụ này thế là toi cơm bởi Spurs giờ trò ba que sỏ lá. Sự chậm trễ hôm thứ sáu đã khiến Bayern tự hỏi liệu có phải tất cả chỉ là một âm mưu ngăn Can thi đấu ở Siêu Cúp Đức với Leipzig vào đêm thứ bảy hay không. Giành cúp đầu tiên trong sự nghiệp một ngày sau khi rời Spurs, đó là một chương cuối phù hợp cho một thương vụ điên rồ mầm mống cho việc ra đi của Can có từ hè 2021. Đó là lúc Can lần đầu nói rõ rằng anh muốn rời Spurs. Câu chuyện ẩm ý kéo dài đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè khi Man City không thể có chữ ký của Can. Mùa hè này, Can đã làm được những điều không thể làm cách đây hai năm. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, Can nói không với lời đề nghị về một hợp đồng mới. Khi đó, anh còn ba năm trong hợp đồng, còn bây giờ chỉ là 12 tháng. Can cân quyền lực giữa Daniel Levy và Can đã thay đổi. Thậm chí anh có quyền lực nhất bởi Tottenham sợ mất trắng còn Bayern sợ anh chọn câu lạc bộ khác. Có rất nhiều câu lạc bộ muốn can, ví dụ như MU, Chelsea. Tuy nhiên, Spurs cương quyết không bán can cho các đối thủ cạnh tranh trong nước. Trong khi đó, giá trị của can vẫn tăng khi anh kết thúc mùa giải với 30 bàn thắng tại Premier League, nhưng Tottenham không được xuất sự cúp châu Âu nào. Có 3 câu lạc bộ lớn ở châu Âu quan tâm đến can, trong đó có Bayern Munich của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Từ Sen và Bayern đã đồng ý rằng Can là mục tiêu ưu tiên ở mùa này để khỏa lấp vị trí số 9 lẫn số 10 tại Hùng Xám. Can không chỉ đảm bảo cho các bàn thắng, mà khả năng di chuyển thông minh của anh sẽ kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí, giúp Bayern kiểm soát bóng tốt hơn. Họ tin rằng có Can sẽ giúp họ vô địch Champions League một lần nữa. Khi mùa giải 2023 sắp kết thúc, đã có những cuộc gặp thăm dò tại nhà của Can ở London giữa Từ Sen và ông bố kiêm người đại diện của anh. Trước đây, Người ta cho rằng Can sẽ không muốn rời Premier League, nhưng Can đã sẵn sàng cho thử thách mới. Thuyết phục Can là phần thách thức của Bayern, nhưng họ biết rằng việc làm thế nào để thuyết phục Spurs bán Can mới là thách thức khó hơn nhiều. Đầu tháng 6, Real Madrid tìm kiếm một tiền đạo mới sau sự ra đi của Karim Benzema tới Al-Ittihad. Ngày 1 tháng 6, chủ tịch Florentino Perez, giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez và huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có cuộc gặp để bàn về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Ancelotti yêu cầu mua Can và câu lạc bộ đồng ý. Nhưng ban lãnh đạo Real cũng báo với Ancelotti rằng sẽ rất khó để ký hợp đồng với Can, đặc biệt là họ vẫn còn ngại Levi ở thương vụ Luka Modric 11 năm trước. Họ cũng nhận định Levi sẽ đòi Can giá 129 triệu bảng, số tiền mà Real sẽ không đủ khả năng chi trả. Do đó, Real chuyển hướng sang Kylian Mbappe của PSG. Vào đầu tháng 6, sự quan tâm của Bayern tăng lên và sau cuộc gặp thứ hai với Can ở London vào giữa tháng 6, tiền đạo này đã ám chỉ việc thi đấu ở Munich. Ngày 27 tháng 6, Bayern đưa ra lời đề nghị chính thức trị giá 60 triệu bảng. Nhưng Spurs đã nhanh chóng từ chối. Bayern đã lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo của họ. Mức giá thứ hai là 75 triệu bảng với 25 triệu bảng phụ phí. Số tiền này cao hơn những gì Spurs đã thách Man City năm 2021 khi can còn 3 năm trong hợp đồng thay vì 1 năm như hiện tại. Spurs vẫn lắc đầu và yêu cầu Can ký hợp đồng mới với mức lương tăng gấp đôi khoảng 400.000 bảng trên tuần. Lúc này, Can đang đi nghỉ hè và anh từ chối đàm phán. Trong khi đó, Bayern vào ngày 9 tháng 7 đã liên hệ với Spurs để hỏi liệu mức giá 80 triệu bảng có làm họ đổi ý bán Can không. Spurs vẫn không bị lay like chuyển. Ngày 10 tháng 7, tân huấn luyện viên Ange Postecoglou đã có buổi họp báo ra mắt. Ngày 12 tháng 7, Can trở lại tập luyện và có cuộc gặp gỡ tốt đẹp với Postecoglou nhưng anh kiên quyết không ký hợp đồng mới với Spurs ở mùa hè này. Levi chỉ còn một lựa chọn là bán Can, mục tiêu chỉ còn Bayern theo đuổi. Barcelona rất quan tâm nhưng chỉ khi Can gia nhập họ với tư cách cầu thủ tự do. Real cũng ngãng ra vì tuổi tác của Can và mức giá. MU chuyển hướng sang Rasmus Højlund của Atalanta. BSG là đối thủ khả thi nhất của Bayern bởi họ sẵn sàng chi lớn. Nhưng trong khi Spurs du đấu tới Australia vào ngày 15 tháng 7, chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hornets, nói với các phóng viên, Can muốn thi đấu cho Bayern và chúng tôi sẽ có anh ta. Tottenham đang phải thắt lưng buộc bụng nên mức giá 90 triệu bảng là tốt lắm rồi. Sự can thiệp bốc đồng của Hornets bị các thành viên hội đồng quản trị khác coi là rất vô ích. Levy tức giận, nhưng ông cũng biết Bayern sẵn sàng chơi lớn. Bayern cần một tiền đạo và Levy biết thực sự không có ai có thể so sánh được với Can trên thị trường lúc này. Vào ngày 22 tháng 7, Postecoglou đã được một nhà báo của tờ Bin tặng chiếc áo đấu của Bayern có in chữ can 9 ở phía sau. Postecoglou phớt và nhà báo kia đã bị cấm tham gia mọi hoạt động trong chuyến du đấu của Spurs. Những điều này khiến Spurs khó chịu. Khi Spurs đến Bangkok để tham dự trận giao hữu với Leicester City, Can đã ngồi lại với Levy và ban lãnh đạo để thảo luận về tương lai của mình. Can đã nói rõ rằng anh sẽ không ký hợp đồng mới và muốn gia nhập Bayern. Kỳ vọng của Can là sẽ ra sân thi đấu cho Bayern trong trận giao hữu với Monaco vào ngày 7 tháng 8. Vào thứ hai, Ngày 31 tháng 7, hai giám đốc Dresden và Nếp bay tới London để gặp Levy. Vào cuối cuộc thảo luận, họ vẫn cách nhau khoảng 25 triệu bảng. Nhưng sau cuộc họp, Dresden và Nếp đã nói chuyện điện thoại với Levy cho đến tận đêm khuya và sau đó chia tay. Đến lúc này, người ta e ngại kịch bản năm 2021 sẽ tái diễn và kênh biết đồng hồ đang kêu tích tắc, mùa giải mới sắp bắt đầu. Trong khi đó, Spurs đang lên kế hoạch cho việc không có kênh bằng việc mua tiền đạo 19 tuổi người Argentina. Alex Rovellis từ Rosario Central để dự bị cho Richarlison. Với việc bổ sung Vellis và hậu vệ Mikey Van Zeven với giá gần 43 triệu bảng, các nguồn tin cho thấy tiền bán kênh đã được đầu tư và thương vụ này sắp hoàn tất. Bayern đã tăng tốc độ quay số khi các cuộc đàm phán kéo dài tới tuần cuối cùng. Một cuộc video call dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 8 đã bị hủy bỏ và Bayern đã gửi mail đặt thời hạn cho lần ra giá thứ ba cả hai điều này đều không làm hài lòng Levi bởi ông ta nghĩ rằng điều đó cho thấy sự thiếu tôn trọng nhưng Spurs đang bị dồn vào chân tường khi Levi bay tới Mỹ Ken đã chơi trong màu áo của Spurs lần cuối và chào tạm biệt bằng bốn bàn thắng vào lưới Sakta Donetsk mức giá thứ ba của Bayern đã bị từ chối nhưng với việc định giá ngày càng gần họ không nản lòng và gần như ngay lập tức chuẩn bị để đưa ra mức giá thứ tư vào ngày 10 tháng 8 Can muốn kết thúc nhanh vì vợ anh đang mang thai và không thể chờ lâu hơn để bay tới Munich nữa sau những cuộc đàm phán kéo dài, nhóm của Kane cảm thấy việc chuyển nhượng đang mất đà và anh phải chuẩn bị cho việc ở lại Spurs thêm 12 tháng. Nhóm Kane coi Mohamed Salah như một ví dụ về việc một cầu thủ ký hợp đồng mới vào năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại, nhưng Levy là tay bạc già, không bao giờ chịu cầm lưỡi dao. Cuối cùng, với mức giá 115 triệu euro, tức hơn 100 triệu bảng, Bayern đã có được Harry Kane. Bayern đã tiến hành hoàn thiện các điều khoản cá nhân. Tiến độ chậm vào thứ năm tuần trước đã gây ra một mức độ lo ngại nhưng rồi Kên đã lên máy bay ở Sabena Strass và bay sang Bayern vào cuối ngày thứ sáu. Chỉ vài giờ hết hạn đăng ký cầu thủ đá trận tranh siêu cúp Đức. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay ho thì các bạn hãy click, like, chia sẻ để video đến thật nhiều bạn bè. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!